Rồi chuẩn bị đi vô dự lễ của anh hai anh ba. Anh hai anh ba đã cũng là giống như ra trường vậy chứ không phải giỡn đâu. Dự lễ lần đầu như ra trường vậy đó. Nói bà ngoại ông ngoại.
kia đó. Hả? Hồ kia, hồ kia. À, ảnh đó, ảnh. Tôi xin đi đâu rồi không thấy. Đi xe đâu em? À, đi xe đâu không thấy. Đi xe đâu không thấy. Right up here, you will be in the picture. If you're about four rows in, you will be in the picture with the kids. So anybody from here, that way, is lấy được cả xin anh miễn nhưng mới phải xếp mọi giờ thì Thank you.
This one and one more, and that tastes all the way. Wow, đồ ăn nhiều quá. I can't fight. I go.